cảm thấy rất là hài lòng, rất là truyền cảm hứng, rất là bất ngờ, empowering. Mình hy vọng là có những cái chương trình bổ ích như thế này trong tương lai. The upskilling and reskilling of the existing workforce towards science, technology, engineering and mathematics is going to become super important, especially as more jobs are displaced through automation. And those new jobs are going to require science, technology, engineering, mathematics, data science skills. And there's a strong focus in the education system in Vietnam. Quá trình chuyển đổi số thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều công việc bị mất đi và sẽ có rất nhiều công việc xuất hiện mới. Và nếu như mà mình cảm thấy hài lòng với bản thân, hài lòng về kỹ năng, về kiến thức của bản thân thì rất dễ là bị chậm lại trong cái dòng chảy của xu thế của xã hội. Qua cái buổi chia sẻ hôm nay thì các bạn Gen Z đã nhận được rất là nhiều cái thông tin bổ ích và tiếp cận gần hơn với việc là mình sẽ phải đón đầu cái xu hướng công nghệ AI và Gen AI như thế nào. Và giúp cho các bạn hiểu được phần nào đó về những cái tương lai tiếp theo mà các bạn sẽ đồng hành sẽ nó sẽ là gì. Nó không phải là đồng hành với lại thế hệ những người như mình nữa mà đồng hành với lại những cái thế hệ của các bạn và đồng hành với những người cộng sự là trí tuệ nhân tạo. Với Hải thì đây là một cái chuyện đi mà nó rất là hiệu quả và mang lại cho mình rất là nhiều điều mà mình có thể học hỏi và có thể tiếp tục nghiên cứu trong tương lai. Những thông tin đó nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái việc định hướng nghề nghiệp sau này của mình. So I see a very engaged group of young, talented and foremost willing young people. And I think that's also what sets Vietnam apart a little bit from many other countries. There's a very strong willingness to advance. And you see a lot of dynamics in young Vietnamese people. Thì em cảm thấy rất là hào hứng từ lúc đi cho tới lúc về, cũng như là cảm thấy đầu óc của mình giống như là mở mang trí tuệ hơn, như là đúng là open my mind chị ạ. Chắc chắn là chúng em sau khi chuyến trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng em sẽ mang cái thông điệp này đến cho tất cả các bạn, những người xung quanh của mình. Ericsson is committed in Vietnam to working closely in collaboration with the EU delegation in Vietnam to further advance the government's agenda on digital transformation, especially enabled through 5G. Yeah, so Bayer is welcoming future opportunities to be explored together with the European Union, especially to target young, talented Vietnamese and to further collaborate.